Hay thợ của Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn đồng nghiệp gần xa nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cái clip này là mẹo gắp hộc cột làm sao cho nó đừng có đổ bê tông vô phì với sạc ra ngang cả nhà. Rất nhanh và cũng tiện dụng trong ngành xây dựng của mình nha. Thì cái này, cái hộc cột này thì thường thường thì mình ghép lại và mình đóng đinh. Thì đóng đinh đó thì đóng đinh rất dày nhưng vẫn là dạt. Rồi có những số anh em thợ mình buộc dây kẽm hoặc dùng kẹp. Thì mình hồi lúc xưa thì mình cũng dùng cái kẹp á cả nhà. Thì nó rất là bất tiện. Mỗi cái kẹp về kè, mỗi cái cột thì làm rất lâu mới dựng được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách khép mẹo ghép hộc cột làm sao cho không bị phì bị sạc nha cả nhà. Thì ở đây đó là dáng này là dáng 20. Mình chỉ làm mẫu cho cả nhà xem thôi nha. Chứ còn mình làm ở công trình thì nó rất lòng vài vòng và lâu lắm cân cả nhà. Thì hôm nay mình tóm tắt lại, mình lấy một bốn cái miếng dán mặt 20 này, mình sẽ khép hộc cột rồi mình làm cách như thế nào để cho cái hộc cột mình nó được cứng cáp và hiệu quả trong cái công việc làm của mấy anh em thợ xây dựng mình nha. Rồi hôm nay mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình từ trước tới giờ nha. Thì có một vài bạn vô nói mình sao nói nhiều và chèn những cái nhạc mà nhiều, thì mình cũng nói với các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Mình làm bên xây dựng thì mình chế nè, mình chia sẻ cách mẹo thì mình phải nói chi tiết đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn để hiểu và làm theo cái cách của mình hoặc là bỏ qua cái cách của mình làm đó. Thì nhạc ấy, thì mình cũng chèn vô nó điệm nhẹ nhẹ để cho cả nhà xem, nó cho những cái phút thư giãn nha cả nhà. Các bạn thì các bạn phải thông cảm cho mình nha. Rồi thì video này mình cũng mời cả nhà xem mình làm ghép hộc cột như thế nào, coi có hiệu quả hay không. Nếu cả nhà xem thấy có hay và hữu ích đó thì nhớ đăng ký và cho mình một like nha cả nhà. Mà mình cũng chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn rất là nhiều. Rồi mời cả nhà xem mình làm nha. Đừng nghe sợ cũ mà mình xài không được vẫn xài được bình thường. Đây mình có bốn miếng, mình làm mẫu cho cả nhà xem nha. Đây nó bị tét luôn, nó tét nó dập, mình nó tét nó dập này. Hai cái này là vẫn vẫn xài được bình thường luôn nha cả nhà. Nếu mà dán dài là mình tận dụng, mình xài một cái bộ. Nếu mình để chuyên về mình đi đâu cột, mình dùng cái bộ dán ép này không thì hứa chắc với các bạn, các bạn làm theo cách của mình là có thể xài là 5-6 cái nhà bình thường đó. Nhà một cái nhà đổ mười mấy cây cột, 17, 18, 20 cái nhà khoảng chừng là 7-8 cái nhà là bình thường nha cái nhà. Về hết đinh thì cả nhà đóng thì mình ở đây mình đo luôn cho cả nhà xem để thôi mình nói phóng đại. Thì bây giờ là đinh mình phải đóng cái khoảng cách là 1,5 tấc một cây, đổ chừng đi 1,5 tấc một cây đó. Thì đầu đó 1,5 tấc một cây thì mình đóng xong rồi. Nếu không có cái mẹo thì cả nhà là dùng kẹp nè, dùng dây kẽm để buộc nè đó, thì nó quá mất là thời gian ăn cả nhà. Mình đóng một lần là mình xài chừng 3-4 cây cột là bình thường nha cả nhà. Đây, để mình làm cho nhà xem nha. Cái hộc cột thì cả nhà đóng nhăn ép là nhớ đóng đinh nó nghiêng vậy nha, nó đừng đừng có đóng thẳng vậy, mình đóng cho nó hơi nghiêng một chút, nghiêng nghiêng theo cái chiều miếng dán nè.
là mình đóng như như vậy đã xong nè. Rồi mình sẽ có cái này cho các bạn xem. Đây, cái này ngay nè, cái này là cái ke, cái ke kệ á. Thì cái ke kệ này là mình nó có lò sẵn nha. Đó, cái này thì nó mình mua là cái loại này, ví dụ như hộp cột lớn hơn thì các bạn mua loại 8 phân nha, là 8 phân nè, còn loại này là 5 phân. Đó, chiều này 5 phân, còn chiều này 3 phân nha cả nhà. Thì mình xài hộp cột đổ 18 thì mình xài cái lớn vậy là vừa rồi, 5 phân. Thì cái này là mình xài đi xài lại rất là nhiều lần nha cả nhà, nên nó bị hơi xét mà. Đó, nó là kẽm trắng nhưng mình xài dính hồ rồi riết nó xét nó vàng vậy nè. Đó, dưới là một con ốc dây. Nhớ cả nhà là mua ốc đen nè. Đó, ốc đen là nó rất bén và nó không bao giờ nó cong quẹo gì hết nha. Đó, thì mình chia sẻ cái mẹo này nhỏ nhỏ cho cả nhà xem để các anh em thợ thợ này có làm được thì làm. Còn anh nào mà biết rồi bỏ qua cái video mình nha. Thì mình dùng nếu mình có phương tiện thì mình mua một cái phăng pin như vậy. Thì phăng pin như vậy mua cái tầm giá rẻ thì nó khoảng chừng 600-700 ngàn một cái thôi nha cả nhà. Để mình làm công việc mình khoan lỗ giật và bắt ốc chích được. Cái này là dặn ốc chích nè, mình mua cái đầu ốc chích luôn, mua đầu ốc chích để bắn chích nha. Thì cái này là cả nhà không cần bắn cho nó dày lắm, mình cứ không phải là mình cứ đút vô là mình bắn nha. Cái chiều mà 5 phân nè, cái nhà thấy rõ không nè. Nè, cái chiều 5 phân này thì mình sẽ đưa cái bề này nha cả nhà, chứ mình đừng đưa bề này thì nó sẽ hụt nè. Đó, thì mình đưa cái bề này 5 phân nè, thì mình bắn ở dưới chân. Cái này là mình ví dụ dưới chân nha, dưới chân thì cả nhà đưa vô bắn một phát một đây nha. Cái hộp cột, tại vì hộp cột là thường thường cả nhà đóng là chỉ gỡ ra một mặt là mình lấy cái hộp ra thôi, thì nên là cái nào mình làm cố định ha. Ở đây đổ chừng lên gần này là khoảng 4 tấn cái này nha. Cái nhà nào nếu cứu được có điều kiện thì mình bắn 3 tấn rưỡi thì mình đổ chừng thôi. Đó, 3 tấn rưỡi gì cũng được. Chỉ làm cái này cái mẹo lý thuyết cho cả nhà xem nha. Các bạn làm tin đi làm rồi đi là sẽ biết. Yeah, bên đây là mình bắt đây một con. Hết luôn nha. Con ốc bên đây cả nhà hơi bắn xéo chút xíu cho chở vô nha, mình cho nó gịch cái miếng nhà vô sát nha cả nhà. Đó, bây giờ mình đá nó học đột như vậy, bảo đảm với cả nhà luôn, cả nhà bắt như vậy đi rồi cả nhà đổ bê tông vô đi sọt hoặc là có máy rung không bao giờ nó giạt ra được.
ví dụ như cả nhà mà sợ nó giạt cái gốc này thì mình bắt dày lên chút xíu, đinh mình đóng thưa chứ không cần đóng dày, mình bắt dày chút xíu khoảng chừng 3 tấc một cái là ok nha cả nhà, không bao giờ sợ giạt, học ra rất là chuẩn luôn. Còn tại vì mình làm cái này là cái làm đơn giản tiết kiệm thôi nha cả nhà. Còn nếu mà cả nhà muốn ngon nữa thì dùng một cái quê lỗ đó, quê lỗ mà loại quê năm, cả nhà cắp dưới đây một cái, cả nhà không cần đóng một cái đinh nào luôn, chỉ bắt ốc này thôi, đó là quê lỗ mà loại quê năm, nó có lỗ sẵn á, thường thường mấy kệ nó người ta có làm lỗ sẵn á, ta bắt vô góc này nè, không cần đóng một cái đinh nào luôn, cứ đưa vô là các bạn bắt ốc dít lại gan gì đổ hồ là không bao giờ bắt này, nhưng mà nó hơi tốn kém. Mình làm như vậy là nó hơi đỡ tốn kém nhưng mà nó hơi lâu chút xíu nha cả nhà. Rồi cái miếng khi mà dựng lên học lên như vậy đó, thì cái nhà sẽ đóng đinh vô. Thì cả nhà đóng đinh vô xong thì sẽ dùng một cái đóng đinh vô đóng thừa, rồi cũng bắt hình thức giống vậy luôn nha cả nhà. Nhắm xài con này được bình thường nha. Ăn cả nhà. Đó thì cả nhà thấy không? Mình đã gấp một cái học cột như vậy. Rất là bình thường nha. Đơn giản. Lại hiệu quả nha cả nhà. Đó thì cái con này á thì cả nhà mua chừng ví dụ mình mua nhiều đi. 100 con thì nó có 1.000 một con thôi nha. 1.000 con, còn ốc này nó bán 100 g thì cả nhà mua 100 con như vậy thì cả nhà mua một bịch để mình xài lâu dài nha, một bịch nó 1 kg. 1 kg nó có vài chục ngàn nha cả nhà, chứ không mắc. Ốc đen dài 3 phân nha. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ cái mẹo nhỏ nhỏ này gửi tới cho cô chú anh chị và các bạn đồng nghiệp nha. Có ai làm được thì làm. Thì cái cách của mình làm như vậy thì hồi nào giờ mình đã làm thợ cũng lâu cả nhà, rồi nghiên cứu ra làm như cách này thì cái cách này là cũng ít ai biết nha, chứ không phải ai cũng biết hết trơn nha cả nhà. Mình đi cũng nhiều chỗ công trình, mình thấy người ta đổ cây cột lên rồi dùng cái kẹp dắt vô, rồi hoặc là dây kẽm buộc vòng qua, nó rất là tốn thời gian nhưng mà nó cũng không bảo đảm được nha cả nhà. Dây kẽm là buộc là nó sẽ giặt ra nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái mẹo nhỏ nhỏ, rồi cả nhà thấy cái video mình có hay hữu ích là nhớ đăng ký cho mình một like nha. Rồi mình cũng kết thúc clip nha cả nhà, hẹn cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.